chị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 137 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và chương trình cảm ơn người lao động năm 2023 nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức gắn với đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, lễ phát động tháng công nhân năm 2023 không chỉ là lời kêu gọi về hành động tháng an toàn vệ sinh lao động, mà tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu, còn nhấn mạnh vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời đại mới. Trong sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, giai cấp công nhân, nhất là người lao động, luôn đóng một vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình sản xuất, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Từ những ý nghĩa đó, lễ phát động tháng công nhân năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động tháng công nhân, vừa là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và thực hiện chương trình cảm ơn người lao động. Trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam. Giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt là sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, giai cấp công nhân đang có mặt trong các ngành nghề, các thành phần kinh tế là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc, xây dựng đất nước ta phồn vinh, cường thịnh. Năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 ban hành thông báo kết luận số 77 ngày 24 tháng 2 năm 2012 đồng ý chủ trương cho Tổ chức Công đoàn Việt Nam lấy tháng 5 hàng năm là tháng công nhân. Đây có thể nói là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đối với giai cấp công nhân và Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Từ đó đến nay, tháng công nhân hàng năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn trong cả nước tổ chức lễ phát động tháng công nhân với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò tiền phong năng lực sáng tạo của công nhân viên chức lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, trong buổi lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh lồng ghép chương trình cảm ơn người lao động. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động để ghi nhận, tri ân, cảm ơn người lao động trong thời gian qua đã gắn bó, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong quá trình lao động sản xuất kinh doanh. Qua đó thể hiện sự trân trọng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, khẳng định vị trí vai trò của người lao động với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời cùng với tổ chức công đoàn tuyên truyền vận động người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian qua, tổ chức công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm đến anh chị em đoàn viên công nhân lao động. Do vậy, anh chị em công nhân lao động được tuyên dương lần này trong chương trình cảm ơn người lao động, hãy phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, phải phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của công ty, doanh nghiệp, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý thức vươn lên, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, đưa công ty doanh nghiệp phát triển bền vững, có việc làm và thu nhập ổn định, đồng thời không ngừng được nâng lên. Kính thưa các đồng chí cùng anh chị em đoàn viên công nhân viên chức lao động, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được bắt đầu từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 5 2023. Tôi đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động một cách thiết thực, thể hiện chức năng của công đoàn là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ tổ quốc. Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi xin tuyên bố phát động tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2023. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề nghị tổ chức công đoàn các cấp cần tổ chức nhiều hoạt động tháng công nhân gắn với việc chăm lo cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
phát huy hết khả năng của mình trong sản xuất, kiểm tra sức khỏe định kỳ để người lao động an tâm công tác, nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh trong lao động, với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Thì trong thời gian qua, công đoàn cơ sở của Bao Bì Minh Trí cũng có tổ chức những cái đợt khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên và người lao động. Thì chúng bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với ban giám đốc là kịp thời thăm hỏi những trường hợp là ốm đau bệnh tật ở nhà có ma chay hoặc là bị tai nạn lao động, thì chúng tôi cũng đã kịp thời thăm hỏi và bên đó cũng động viên để cho họ vượt qua những cái khó khăn. Thì tất cả các đoàn viên, người lao động thì công ty cũng đã chăm lo đầy đủ những các chế độ theo quy định của nhà nước. Thì bên cạnh đó, những lúc như là lễ hoặc Tết thì công ty cũng thăm hỏi và chia sẻ, rồi là có những cái hoạt động thiết thực để tạo cái không khí cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, thời gian qua, tổ chức công đoàn cũng không ngừng chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, tăng cường các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền các chế độ chính sách về kiến thức, an toàn vệ sinh lao động cho công nhân người lao động biết. Trong đó có nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro có thể gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời phối hợp tốt với người sử dụng lao động, phát động phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và nâng cao các hoạt động chăm lo cho người lao động. Công ty mới phối hợp với ban chấp hành công đoàn thực hiện là chăm lo cho người lao động là đầy đủ các chế độ chính sách quy định theo của luật lao động cũng như của chế độ đối với bảo hiểm xã hội đối với của liên đoàn của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể như là thực hiện là đầy đủ các chính sách là như thí dụ như là làm thêm giờ, nghỉ ngày lễ, ngày Tết thì được hưởng các chế độ đầy đủ, ốm đau bệnh tật thì cũng được là trả lương, những bệnh nhẹ còn ngoài ra thì vẫn có thăm hỏi là tặng quà động viên, rồi được chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm. Và cụ thể như thí dụ như là một tuần quy định là 40 giờ làm 48 giờ làm việc, nhưng mà công ty chỉ thực hiện 40 giờ thôi. Đó, thứ hai là gia đình có ma chay hiếu hỷ thì công ty đều cho nghỉ là được 3 ngày và có vẫn tính lương. Đó, thứ một phần nữa tức là hàng năm thì công ty đều cho đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm cũng như đi du lịch đầy đủ các nơi, rồi ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ hay các ngày lễ thì đều tổ chức cho các chị em. Trong cái đợt Covid vừa rồi thì công ty cũng như là ban chấp hành đã thực hiện tức là xét nghiệm định kỳ là miễn phí toàn bộ cho người lao động. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, nhưng mà công ty sẽ lo chỗ ăn nghỉ hết cho người lao động. Ngoài ra thì còn các chế độ khác như là cung cấp thêm đường, sữa, các thứ để đảm bảo cái dinh dưỡng cho người lao động làm việc. Và khi có một người lao động nào đó bị nhiễm Covid thì công ty sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng trên một trường hợp. Với chương trình cảm ơn người lao động, tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tuyên dương và trao 50 bằng khen cho 50 công nhân tiêu biểu. Đây cũng là chuỗi hoạt động của tháng công nhân năm nay để ghi nhận, tri ân những đóng góp của người lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong lao động sản xuất. Đồng thời, tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao 150 phần quà cho người lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, và trao 5 mái ấm công đoàn cho 5 công đoàn viên còn khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Đặc biệt, sau lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực về chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động đã được triển khai thực hiện. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động còn khó khăn. Trong cái tháng công nhân và cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng cái kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn tổ chức cái thực hiện trong cái tháng công nhân, đặc biệt là cái công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động thiết thực như Tết cổ truyền của dân tộc hàng năm. Thì
Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức công đoàn trong tỉnh đã triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thông qua cái tổ chức cái Tết sum vầy, xuân gắn kết, hơn là 12.800 xuất quà, tổng cái giá trị là khoảng 15 tỷ đồng để chăm lo cho đời sống cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động trong Tết cái cổ truyền năm 2023. Đồng thời trong cái tháng công nhân năm nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét hỗ trợ quà cho công nhân viên chức lao động có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thì với tổng số là 150 xuất quà, một xuất là 1 triệu đồng trong cái hoạt động tháng công nhân. Rồi song theo đó thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trong cái tháng công nhân thì cũng xem xét hỗ trợ xây dựng cái nhà máy ấm công đoàn cho cái đoàn viên công đoàn công nhân viên chức lao động có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. 11 năm ở nhà thuê, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Tuyết, công đoàn viên công đoàn cơ sở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng máy ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng. Có máy ấm để an cư là mong mỏi nhiều năm qua của vợ chồng chị Tuyết mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Đến khi được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của công đoàn cơ sở địa phương và sự giúp sức của Liên đoàn Lao động tỉnh, vợ chồng chị mới có được mái ấm mong ước. Căn nhà với chiều dài 15m, ngang 4m, tất cả chi phí xây dựng là 200 triệu đồng. Một phần được hỗ trợ từ công đoàn, một phần là của vợ chồng chị đã tích góp được bao năm lao động. Nhờ có nhà ở ổn định, vợ chồng chị an tâm nhiều hơn trong công tác. Trong thời gian qua, đối với công đoàn cơ sở thì rất quan tâm tới người lao động, cán bộ, công nhân viên chức ở cơ sở, như là chăm lo về tạo điều kiện như là cho vay vốn, rồi thăm bệnh, ốm đau, những đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn. Rồi như dịch bệnh Covid vừa qua thì công đoàn cơ sở cũng đặc biệt quan tâm, thăm hỏi, động viên, tinh thần, rồi chăm lo cơ sở vật chất về cho đoàn viên công đoàn ở cơ sở. Đặc biệt là đối với tôi là đoàn viên công đoàn thì có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thì cũng được công đoàn cấp trên quan tâm tạo điều kiện là hỗ trợ tặng cho một máy ấm, thì nhằm tạo điều kiện cho bản thân tôi thì có điều kiện để có nhà ở ổn định. Thì từ trước giờ thì tôi công tác tại xã Long Thạnh thì ở nhà trọ, thì vợ chồng là ở nhà trọ nhà thuê. Thì sau đó thì được trên quan tâm thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tôi được cái máy ấm công đoàn. Thì bản thân cùng gia đình thì cũng được sự quan tâm ở trên giúp đỡ. Như vậy thì bản thân cũng rất vui mừng phấn khởi. Thì có điều kiện có nhà ở ổn định thì bản thân cũng chân thành là cảm ơn là Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và công đoàn cơ sở xã cũng đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tôi có một máy ấm gì đó để làm sao bản thân tôi ổn định cuộc sống và phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian tới. Thực hiện tháng công nhân với rất nhiều hoạt động thiết thực về chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động đã được triển khai, trong đó quan tâm nhiều hơn đến đời sống công nhân, người lao động nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn, vệ sinh, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Qua đó thực hiện hiệu quả hoạt động kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, phát huy vai trò vị thế công nhân và người lao động trong sản xuất, đưa hoạt động của doanh nghiệp không ngừng tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Lao động Công đoàn kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt.